Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sang nặn thứ tư của 81 nặn kinh. Tôi xin bắt đầu. Nguyên văn: Hỏi, trong phép xem mạch có phân biệt âm dương thì phân biệt như thế nào? Trả lời: Thở ra là dương, tương ứng với tâm phế, thở vào là âm, tương ứng với can thận. Giữa khoảng thở ra thở vào là lúc tỳ bẩm thụ thứ tinh vi của đồ ăn uống. Vì thế, mạch khí của tỳ là ở vào khoảng giữa hơi thở, cũng tức là trong mạch khí của tâm phế và can thận có sẵn mạch khí của tỳ. Hiện tượng phù thuộc mạch dương, hiện tượng trầm thuộc mạch âm, cho nên nói mạch tượng có phân biệt âm dương. Hỏi: Tâm phế đều là mạch phù thuộc dương, vậy thì có khác nhau như thế nào? Trả lời: Mạch phù mà có hình tượng to lớn hoặc tán ra, tức là mạch tâm. Mạch phù mà có hình tượng ngắn lại hoặc sáp lại, tức là mạch phế. Hỏi: Can thận đều là mạch trầm thuộc âm, vậy thì có khác nhau như thế nào? Trả lời: Mạch trầm có lực mà thẳng dài là mạch can, đè vào thấy nổi lên nhỏ mà rất mềm, giơ nhẹ ngón tay lên mà mạch đến có lực là mạch thận. Tỳ ở vào khoảng giữa, mạch đến thong dong hòa hoãn. Hiện tượng mạch thong dong như thế là ở giữa khoảng phù và trầm, đó tức là cách phân biệt âm dương của mạch. Hỏi: Hiện tượng mạch có một âm một dương, một âm hai dương, một âm ba dương, lại có một dương một âm, một dương hai âm, một dương ba âm. Nói như vậy thì ở chỗ thốn khẩu có sáu thứ mạch cùng đập một lúc hay sao? Trả lời: Nói như vậy không phải là nói sáu thứ mạch cùng đập một lần, mà nói về sáu hình tượng mạch phù trầm trường đoạn hoạt sát. Phù là mạch dương, hoạt là mạch dương, trường là mạch dương, trầm là mạch âm, sáp là mạch âm, đoạn là mạch âm. Một âm một dương là chỉ vào mạch trầm mà kiêm hoạt, một âm hai dương là chỉ vào mạch trầm hoạt mà trường, một âm ba dương là chỉ vào mạch phù hoạt trường mà trong đó có khi lại có hiện tượng trầm. Một dương một âm tức là chỉ vào mạch phù mà kiêm sáp, một dương hai âm là chỉ vào mạch trường mà trầm sáp, một dương ba âm là chỉ vào mạch trầm sáp đoạn mà có khi lại có hiện tượng phù. Vì thế khi xem mạch cần căn cứ tình hình mạch đập trên bộ vị của các kinh để nói rõ được là bệnh nghịch hay thuận. Nhận xét: Nạn này đã nêu rõ phân biệt âm dương ở mạch thốn khẩu cần chú ý vào hai phương diện. Một, lấy thốn quan xích thì thốn là dương, xích là âm, bộ quan ở giữa là vùng ranh giới của âm dương. Hai, lấy phù trung trầm thì phù là dương, trầm là âm, không phù không trầm là trung, là vùng ranh giới của âm dương. Xích thốn là nói về vị trí dưới trên, phù trầm là nói về mức độ nông sâu. Âm dương của mạch tuy ở vào xích thốn, nhưng khí âm dương lại ở vào phù trầm, như tâm phế ở trên là dương, thở ra phải do đó, can thận ở dưới là âm, thở vào phải dồn về đó. Tỳ tiếp nhận tinh hoa của thức ăn mà ở giữa thì thở ra thở vào đều phải do ở đó. Cho nên cách xem mạch thì phù là xem phần dương của tâm phế, trầm là xem phần âm của can thận, mà trung là ứng với tỳ vị ở giữa. Trong nạn này nói tỳ ở giữa là nói tỳ có công năng vận hóa thức ăn. Tỳ đem tinh hoa của thức ăn phân bổ đến các nơi trong toàn thân. Nếu không có sự vận hóa của tỳ, các tạng sẽ không tiếp nhận
được sự dinh dưỡng mà không hoạt động được thì thở cũng phải ngừng. Cho nên nói giữa khoảng thở ra thở vào thì tiếp nhận thứ dinh dưỡng của thức ăn, có nghĩa là nói giữa khoảng thở ra thở vào trong mạch khí của tâm phế và can thận đều có mạch khí của tỳ, còn như nói phù là dương. Phù là nổi, là một dạng mạch hiện ra ở thốn khẩu, dùng tay đặt nhẹ lên mạch liền thấy rõ được hình tượng của mạch, nếu ấn nặng tay vào thì thấy mạch động yếu. Bệnh xuất hiện mạch phù nói chung đều là bệnh ở phần biểu thuộc về dương, cũng là biểu hiện chính khí vượng thịnh, có sức chống đỡ bệnh tà, gọi là mạch dương, nên nói là phù là dương. Trầm là âm, trầm có nghĩa là chìm lặn ở trong, là trái ngược với phù. Khi xem mạch, cần dùng sức ngón tay ấn vào mới thấy mạch. Mạch trầm thường thấy ở người bị bệnh đã lâu, biểu hiện chính khí không đủ, không thắng được tà khí, nên nói trầm là âm. Mạch lao là có sự ngưng tích, cứng ở trong, cũng thuộc loại mạch trầm, trầm đến cực độ, giống với mạch phục. Khi đặt nhẹ tay không thấy có mạch, ấn nặng tay xuống mới thấy mạch, mạch dài to cứng, có cảm giác hơi căng căng. Mạch nhu là mạch phù nhưng nhỏ và rất mềm, đặt nhẹ tay thì cảm thấy có mạch, ấn nặng tay thì giống như không có mạch. Mạch nhu là biểu hiện âm hư, tủy kiệt. Mạch trường là mạch động dài quá bản vị, phần nhiều là biểu hiện của khí huyết vượng thịnh. Mạch đoạn là mạch ngắn và nhỏ, không đầy được bản vị, đi lại rất xít, giống như chỉ đóng khung ở khoảng giữa, thuộc về chính khí không đủ hoặc khí huyết lưu thông không thuận lợi. Mạch hoạt là mạch đi lại lưu lợi, có cảm giác giống như hòn ngọc trơn lăn dưới ngón tay. Mạch hoạt chủ về huyết thịnh hoặc tà thịnh, hoặc có thai hoặc đờm ẩm. Mạch sáp là mạch có hình tượng ngược lại với mạch hoạt, hình mạch nhỏ, nhảy động thong thả, đi lại không lưu, có cảm giác như bị vướng mắc. Mạch sáp chủ huyết, ít khí trệ, tinh bị tổn thương. Nạn này nêu ra ba mạch phù hoạt trường là để tiêu biểu cho mạch dương, ba mạch trầm, đoạn sáp là tiêu biểu cho mạch âm. Còn thuận nghịch ở đây là khái quát về nhiều phương diện khác nhau, như mạch mà phù hợp với các mùa là mạch thuận, không phù hợp là nghịch. Mạch tâm nên phù, mạch thận nên trầm, thế là thuận, ngược lại là mạch tâm lại trầm, mạch thận lại phù, thế là nghịch, vân vân và vân vân. Nạn này đến đây là hết.